Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, laptop, đồng hồ, có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng hoặc có thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link như phần mô tả video nha. Số điện thoại liên hệ là 0839444400 và 0856 8748. Thời gian làm việc là 8:30 sáng đến 8:30 tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng, lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có sạc cáp, một số máy sẽ có thêm tai nghe. Anh em nào ở xa mua hàng vui làm cọc trước cho bên mình phí ship nha. Bên mình là có ship core đi toàn quốc nha. Anh em nào muốn giao lưu trao đổi máy qua bên mình có thể giao lưu trực tiếp qua hai số điện thoại trên hoặc qua fanpage nha mọi người. Bên mình có thu mua cũ đổi mới hết. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu với mọi người, mình có hai cây 13 Pro Max nha. Bản chính hãng Việt Nam 128GB, pin còn 85% nha mọi người, pin 85%. Ngoài hình máy tổng thể 98 đến 99% nha, máy còn khá là đẹp. Pin 85%. 13.800.000 nha, 13.800.000. Và đây là 13 Pro Max bản 256GB, 14.900 nha. Tiếp theo là 12 Pro Max nha mọi người, băng Mỹ, hai cây đều băng Mỹ nha, màu trắng và màu vàng gold nha. Màu trắng là pin còn 84% nha mọi người, băng Mỹ 256GB, giá bán là 13.500.000. Máy nguyên zin nha mọi người. Bên mình là lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nha. Pin 84%, 13.500.000 nha. Và đây là pin 82%, 11.500.000 nha mọi người, 12 Pro Max bản Mỹ nha. Tiếp theo là iPhone 14 Pro nha, 14 Pro, ngoại hình máy có trầy nhẹ nha mọi người, máy nguyên zin. Máy khung sườn có trầy nhẹ nha, màu tím là màu rất là dễ trầy nha, 128GB, pin còn 87% nha. Máy ngoại hình tổng thể mình đánh giá là máy 97 nha mọi người. Bản chính hãng Việt Nam 128GB. Đây. Pin là 87. 15.900.000 nha, 15.900.000. Và đây mình giới thiệu mọi người cái iPhone 15 nha, bản CHA, pin 100% luôn nha, 100%. Máy nguyên zin nha, bản này là bản CH là bản 2 SIM nha mọi người. 2 SIM. Pin 100 luôn nha mọi người, pin nguyên zin, máy nguyên zin, 15.500.000. Tiếp theo là iPhone 13 bản Mỹ nha, 128GB, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, màu xanh, quân đội rất khá là đẹp. Pin còn 91% luôn nha mọi người. 91 pin còn khá là cao. iPhone 13 128GB nha, bản Mỹ. Một SIM vật lý và một eSIM nha. 10 triệu chẳng nha mọi người. Và đây là cái iPhone chữa cháy cho mọi người nha, iPhone 8 Plus, máy lock nha mọi người, 64GB, đã thay pin rồi nha, pin 100, máy 97% thôi nha, ngoại hình máy tổng thể có trầy, máy trong đồng chức năng ok, thì mình bao cho mọi người là 1 tháng, lỗi 1 đổi 1 nha, 2.350.000. Samsung Galaxy A53 5G, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Bên mình có hai màu, màu đen và màu xanh nha. Máy ngoại hình tổng thể 98. Đây. Chính hãng Việt Nam 2 SIM. RAM 8, bộ nhớ 128. Mình có hai màu nha. 4 triệu tư hết nha, 4.400.000.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha, 128GB RAM 12 nha mọi người. Ngoài hình máy tổng thể là có trai nhẹ. Cái máy này máy 97% thôi nha, 7.100.000. Samsung Galaxy S22 bản hàng một SIM nha, RAM 8 bộ nhớ 256GB, màu hồng nha, còn khá là đẹp. Hôm nay giảm giá cho mọi người nha, 7.900.000 nha mọi người. S22 bản Hàn Quốc, một SIM nha, RAM 8 bộ nhớ 256GB, 6.9 thôi nha, 6.9. Và đây là dòng Oppo nha, Galaxy Oppo Find X6 Pro nha, RAM 12 bộ nhớ 256GB, ngoài hình máy tổng thể đẹp keng lai new luôn nha, đẹp keng lai new 99%. Máy này bản sách tay nha mọi người, bản sách tay. Sách tay tiếng Oppo thì có tiếng Việt đầy đủ hết nha. Sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 2 nha mọi người, 8 Gen 2. RAM 12. Pin là lên đến 5.000 mAh nha, 11.500.000, Oppo Find X6 Pro. Ở đây mình có Oppo Find X6 nữa nha, Oppo Find X6. Chạy con chip Dimensity 9200 nha, loại 8 pin 4800, RAM 12, bộ nhớ 256GB, máy ngoại hình tổng thể 98 nha, 8.900.000. Vivo V29e 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB, bản chính hãng Việt Nam nha. Ngoại hình máy tổng thể còn khá là đẹp nha, máy đẹp keng lai new nha, lưng khá là đẹp, lưng giả đá nha, 5.600.000. OnePlus ACE 3 nha, RAM 12, bộ nhớ 256GB, ngoại hình máy tổng thể đẹp keng nha, 7.900.000. Một con máy pin cực kỳ khủng, pin 22.000 nha, nồi đồng có giá. Nói chung là máy là siêu bền. Unitest tăng 1 nha, tăng 1, RAM 8, bộ nhớ 256GB, máy mới, máy new luôn nha mọi người, máy new. Pin 22.000, giá bán bên mình là 5.500.000 nha. Tecno Bova 4 Pro, sở hữu con chip Hello G99 nha, 3.250.000, Tecno Bova 4 Pro, ngoại hình máy tổng thể 98% nha, máy nguyên zin. Samsung Galaxy S22 LED bản chính hãng Việt Nam nha, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoại hình máy tổng thể là 97%, máy có trầy nha mọi người, mình quay rõ cho mọi người dễ thấy những vết trầy nha. Trầy gió không xương thôi nha mọi người, trầy không xương. Màn thì chỉ có xước lông mèo nhẹ thôi. Ngoài hình máy tổng thể 97%, S22 LED 7.600.000 nha, màn đẹp không ám ố gì nha mọi người, chỉ với 7.600.000 thôi. Samsung Galaxy S21 LED 5G 18 RAM 8 bộ nhớ 128GB nha, bản Canada, ngoại hình máy tổng thể còn khá là đẹp nha. Khá là đẹp, S21 LED bản Canada. Bản Canada là trong phần cài đặt là chưa có tiếng Việt nha mọi người, còn lại là full tiếng Việt hết rồi. Giá bán bên mình chỉ với 5 triệu thôi. Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, laptop, đồng hồ. Có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và qua thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile. Có để đường link như phần mô tả video nha. Số điện thoại liên hệ là 0839444400 và 0856 8748. Thời gian làm việc là 8:30 sáng đến 8:30 tối nha. Chính sách bảo hành là 3 tháng, loại 1 nói 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ có sạc cáp, một số máy sẽ có thêm tai nghe. Anh em nào ở xa mua hàng vui lòng đặt trước cho bên mình phí ship nha. Bên mình là có giao lưu trao đổi tất cả các dòng điện thoại. Anh em nào có muốn nhu cầu lên đời hay muốn bán lại cho bên mình, cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo của bên mình nha.
Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu với mọi người OnePlus ACE 3 nha. RAM 12 bộ nhớ 256 GB luôn. Cực kỳ mạnh nha. OnePlus ACE 3. Pin là 5.500 mAh nha mọi người. Chạy được sở hữu con chip là 8 Gen 2 nha mọi người. 7.900.000. Realme 10 RAM 8 bộ nhớ 256 GB nha. Ngoài hình máy tổng thể 98 nha mọi người. Sử dụng chip Helio G99 Realme 10 3,4 triệu nha, 3,4 triệu. Ngoài hình máy tổng thể đẹp keng nha. Oppo A78 RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Sở hữu chip Snapdragon 680, pin 5.000, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, 3.900.000, 3.900.000 nha mọi người. Nha, 3.400.000, ngoại hình máy tổng thể đẹp keng nha. Oppo A78 RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Sở hữu chip Snapdragon 680, pin 5.000, ngoại hình máy tổng thể 98 nha, 3.900.000, 3.900.000 nha mọi người. Cho mọi người Samsung Galaxy S21 Ultra 5G bản một SIM nha, bản hàng, RAM 12 bộ nhớ 256 GB, ngoại hình máy tổng thể 98% nha mọi người, máy 98%, màn ám cực kỳ nhẹ luôn, anh em rất là khó thấy nha, trong bên mình có tình trạng sao báo như vậy, màn ám cực kỳ nhẹ. S21 Ultra 6.850.000 nha, 6.850.000. Và đây là dòng Note cuối cùng của nhà Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ nha. Bản Mỹ một SIM vật lý và một eSIM nha mọi người. Một SIM vật lý, một eSIM. Ngoài hình máy tổng thể có trầy nhẹ nha, có trầy nhẹ. Máy tầm 97 đến 98% thôi nha. Giá hôm nay là cực kỳ tốt cho mọi người. 7.150.000 nha. 7.150.000 Note 20 Ultra. Samsung Galaxy S21 LED 5G bản một SIM. Bản hàng nha. RAM 8 bộ nhớ 256 GB. Ngoại hình máy tổng thể có trầy nhẹ nha mọi người, có trầy nhẹ. S21 LED máy 97 thôi, màn đẹp không ám ố gì nha. RAM 8 bộ nhớ 256 GB, 5.550.000 nha mọi người, 5.550.000 S21 LED. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G bản một SIM nha, bản hàng, màn hình máy tổng thể 98%, màn hình công Note 10 LED thiết kế rất là đẹp nha mọi người, có bút S Pen cho mọi người luôn. Màn đẹp nha, màn còn khá là đẹp. Bản hàng một SIM. RAM 12 của nhớ 256 GB. 5 triệu chẵn nha mọi người, 5 triệu chẵn nha.
Tiếp theo là Samsung Galaxy Note 20 5G, Note 20 nha, 5G nha. 180 nhớ 256GB, bản hàng nha mọi người, bản hàng. Note 20 5G là màn phẳng nha mọi người, không phải màn hình cong. Ngoại hình máy tổng thể 98, màn đẹp nha. Một SIM vật lý. RAM 8 bộ nhớ 256GB, tha hồ mọi người lưu trữ luôn. 5.150.000 nha mọi người, 5.150.000. Samsung Galaxy S10 LED bản chính hãng Việt Nam, hai SIM vật lý nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Ngoại hình máy còn, nói chung cái máy này còn khá là đẹp nha. Nếu so với thời điểm hiện tại, cái máy này ra cũng khá là lâu rồi. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Hai SIM vật lý nha. 3.950.000 S10 LED nha. Siêu phẩm một thời. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G bản Mỹ nha. Máy còn khá là đẹp, RAM 12 bộ nhớ 128GB, máy 98%, màn đẹp nha. Giá bán bên mình là 7.950.000. Samsung Galaxy A54 5G nha mọi người, A54 5G, ngoài máy tổng thể 99% nha. Máy 99%. RAM 8 bộ nhớ 256GB, full box nha, full box. Box thì sẽ là không có sạc cáp gì đâu nha, bên mình sẽ hỗ trợ sạc cáp cho mọi người. Giá bán bên mình là 5.600.000 thôi nha, 5.600.000. A54, máy còn bảo hành 1 năm nha mọi người. iPhone 11 Pro lock nha mọi người, bản lock 64GB, pin còn 81%. Máy nguyên zin nha mọi người, bên mình là không ghép sim, bao mọi người ra ngoài ghép sim được hết nha. Máy lock. iPhone 11 Pro 64GB, pin là còn 81% nha mọi người, giá chỉ 5 triệu thôi nha, 5 triệu. iPhone 14 Pro bản Việt Nam 128GB, pin 87% nha mọi người. Máy ngoại hình tổng thể có trầy nha, màn có xước lông mèo nhẹ nha mọi người, màn có xước lông mèo nhẹ. Ngoại hình máy tổng thể 97% thôi. iPhone 14 Pro. Bản này là bản chính hãng Việt Nam nha mọi người, bản chính hãng Việt Nam, không giới hạn SIM này. Pin là 87%, 15.900.000 nha, 15.900.000. iPhone 12 Pro bản 128GB, pin 85% nha mọi người, bản Mỹ nha, quốc tế. Máy này máy quốc tế nha, bản Mỹ. Một trăm hai mươi tám GB bằng Mỹ này nha, không giới hạn SIM. Pin là còn 85% nha mọi người, 85%. 12 Pro chỉ với 9 triệu thôi nha, này còn chỉ 9 triệu thôi nha, máy nguyên zin. iPhone 11 Pro bản Mỹ 64GB, pin còn 82% nha. 11 Pro Max nha mọi người, ngoại hình máy tổng thể 97% thôi. Máy 97%. Pin còn 82% nha mọi người, pin 82%. Máy nguyên zin. 7.800.000.
11 Pro Max 7.800.000 nha mọi người. Oppo Reno 8T 5G nha mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128GB, ngoài hình máy tổng thể 98% nha, 98% thôi. Oppo Reno 8T nha. RAM 8 bộ nhớ 128GB, sở hữu con chip Snapdragon là 695 nha, pin là 4800 mAh. Camera trước là 32 chấm. Chung máy ngoại hình còn khá là đẹp, chỉ với 4.400.000 nha mọi người. Và mình có một bản là 8256GB là 4.600.000 nha. Google Pixel 6 nha, RAM 8 bộ nhớ 128GB, máy nguyên zin nha, máy nguyên zin. Ngoại hình máy tổng thể 98% nha mọi người, máy này phiên bản đặc biệt. Giá bán bên mình chỉ 4.500.000 nha. Xiaomi 13, RAM 8 bộ nhớ 128GB, chưa tiếng Việt nha mọi người. Xiaomi 13 chưa tiếng Việt. Sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 2 nha, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Bên mình là có việc hóa 90% tiếng Việt cho mọi người rồi. Phun bóc sạch zin theo máy. 67W nha, 8.150.000. Sạc ốp lưng đi kèm đều có hết nha, anh em chỉ cần mua máy gì sử dụng thôi. Redmi K60 RAM 8 bộ nhớ 128GB, phun bóc nha, sạc pin theo máy 67W, màu đen nha, khá là đẹp, máy 98-99% nha mọi người. Redmi K60 5.700.000. Bên mình là còn tắt rất là nhiều dòng máy nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo inbox qua Zalo bên phía mình để bên mình có thể giới thiệu trực tiếp hơn cho mọi người. Tecno Bova 4 Pro, RAM 8 bộ nhớ 256GB, sở hữu con chip Helio G95 nha, 96 nha. 3.250.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED 5G. Pro LED nha, bản sách tay chưa có tiếng Việt. Bên mình sẽ việt hóa cho mọi người là 80-90% tiếng Việt. Giá bán bên mình là 3.450.000. Xiaomi CV2 RAM 8 bộ nhớ 256GB. CV2 là bản sách tay của là bản sách tay, còn bản chính hãng là Xiaomi 13 Lite nha mọi người. 4.750.000. Vivo V29 5G còn bảo hành đến tháng 1 năm 2025 nha. Vivo dòng máy mới ra nha, chụp hình khá là đẹp. 7.500.000 nha mọi người. V29 5G. Xiaomi Redmi K40S RAM 8 bộ nhớ 256GB, chỉ với 4.300.000 nha mọi người. 4.300.000, ngoài máy tổng thể đẹp keng nha. Redmi K50 RAM 8 bộ nhớ 256GB. K50 nha, chưa có tiếng Việt luôn nha. Ở máy đã phun tiếng Việt rồi nha. 4.850.000. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Mình tạm dừng video ở đây. Mọi người xem kênh cho mình xin một like, một share và chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người.